với phương châm nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Nhiều năm qua, bếp ăn từ thiện Chủng Tàu luôn đỏ lửa vào dịp cuối tuần để san sẻ những suất cơm, cháo, nghĩa tình cho những hoàn cảnh nghèo khó. Những hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đã góp phần nhân lên những tấm lòng vàng, những điều tử tế trong cuộc sống. Đây là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình sáng nay. Không nề hà vất vả, chiều chủ nhật cuối tuần, các thành viên câu lạc bộ bếp ăn từ thiện thành phố Vũng Tàu bớt chút thời gian công sức để chuẩn bị những bữa cơm miễn phí đầy tình người, giúp san sẻ khó khăn nhọc nhằn với những hoàn cảnh không may mắn. Đối với họ, mang niềm vui đến người khác cũng là cách tạo niềm vui cho chính mình. Hoạt động này đã duy trì hơn 7 năm qua. Mình tham gia câu lạc bộ từ thiện này là mình cảm thấy là vui, với lại sau những ngày làm việc á mệt mỏi với lại đấy thì mình vào tham gia cái này mình thấy là rất là thư giãn, rất là thoải mái. Mình làm công việc này rất là ý nghĩa dành cho những cô chú hay là những người khó khăn á, người ta rất là cần những cái hỗ trợ này, những cái phần ăn hỗ trợ này nó là rất là ý nghĩa đối với họ. Nhóm bếp ăn từ thiện Vũng Tàu hiện có gần 15 thành viên, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có điểm chung là tấm lòng thiện nguyện, muốn góp sức giúp đỡ cộng đồng. Lúc mới thành lập, bếp ăn phục vụ 100 đến 200 suất cơm vào dịp cuối tuần. Những bữa cơm nóng hổi làm ấm lòng biết bao người còn chật vật cơm áo gạo tiền, cũng lay động trái tim nhiều nhà hảo tâm tìm đến đóng góp duy trì bếp ăn. Nhờ đó đến nay, bếp ăn đã tăng lên 400 đến 600 suất một tuần. Đó thì tụi mình là cũng có ngồi lại bàn việc nhau, là thấy đi ngoài đường á, thấy mấy cô chú lao động hoặc là những người bán vé số á, thì họ buôn bán một ngày là tầm mấy chục ngàn mà tốn tiền cơm, mình cũng có nảy ra ý tưởng là nấu một buổi cho họ đỡ tiền cơm một phần nào đó. Thì hàng tuần là mình sẽ đăng bài kêu gọi các mạnh quân hoặc nhà tài trợ, thì đêm của hàng tuần thì theo đổi liên tục để cho đầy đủ dinh dưỡng cho bà con. Đến 16 giờ 30 phút, những phần cơm nóng hổi, đầy dinh dưỡng được nhóm mang đến số 33 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, hoặc ngã tư Bến Đình để tặng những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm năng lượng và động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Giúp đỡ cho những nhà nghèo cũng đỡ lắm, đi làm về đó, rồi ghé đây xin cơm, ngồi cơm đây làm ngon lắm. Cái là đạp kilo nè, ngày kiếm 100, 150 rồi, khi bữa có bữa không nữa, có em cũng đỡ giúp đỡ chứ lần nào. Làm mấy tháng được có 2,5 triệu, em một mình nuôi 3 đứa con, mình ăn ngon mà cảm ơn các anh chị nhiều. Những mọi phần ăn thì giúp đỡ những các con, những mẹ con em hàng ngày, cũng đủ chi phí gia đình. Người nhận ấm lòng, người cho cũng vui vẻ hạnh phúc. Cách bếp ăn từ thiện Vũng Tàu đang thực hiện đã giúp lan tỏa nghĩa cử đẹp và gieo thêm yêu thương vào cuộc sống.